phẩm Một cuộc đời, một dần nhật nguyệt. Tác giả Minh Đức, Triệu Tâm Ảnh. Tập 1. Gặp gỡ đức vua Sendhya Bimbisara. Mờ sáng hôm sau, Siddhartha lên đường. Các đạo sĩ đã đứng lố nhố nơi này nơi khác. Một vài vị đứng xa lặng lẽ nhìn, những đôi mắt thân thiện. Vài đạo sĩ khác quyến luyến đến gần, ôm vai buồn bã. Đạo sĩ Pukusa, cụ bị y bác, muốn đi theo, nhưng Siddhartha bảo là không nên. Hẹn lúc nào tìm ra được đạo lớn, giải thoát trọn vẹn sinh tử khổ đau, lúc ấy hãy hay. Len lỏi giữa mấy khu rừng, Siddhartha nhắm hướng đông nam. Sương mai lành lạnh bờ vai, nắng nhẹ mỏng đã hửng lên từ phương đông. Lâu sau, Siddhartha đã bước vào xa lộ, bỏ bắc Vesali, đạp xuống sông Ganga. Nhìn xóm làng, sinh hoạt, người và cảnh, Siddhartha thấy đây đúng là một quốc độ giàu mạnh. Chốc chốc, Siddhartha bắt gặp một vài đoàn thương buôn hoặc xe ngựa, xe bò hoặc lạc đà, chất đầy hàng hóa, đổ xuống Magadha. Chốc chốc, có vài toán kỳ mã lướt qua, phục sức giáp bào, đai hia, mũ miệng, vũ khí chói ngời. Siddhartha biết rằng đấy là giai cấp chiến sĩ oai hùng của dòng dõi Lichavi. Họ có từng toán mặc toàn xanh, toàn đỏ, toàn vàng, trông đẹp đẽ, quy củ. Và nghe đâu, quân đội của họ rất nghiêm minh, kỷ cương. Trưa, Siddhartha đi bát, gian một xóm chợ. Dân chúng đặt bát rất tôn kính và thân thiện. Một, có lẽ là nhờ đức cảm hóa của đạo sư Alara. Hai, là nhờ truyền thống giáo dục tâm linh của Dương Triều. Lúc dừng chân độ thực hoặc nghỉ ngơi tại các lùm cây mát mẻ bên vệ đường, Siddhartha gặp các đạo sĩ khổ hạnh. Họ vẫn có bát xin ăn, nhưng chỉ cần một giá, một muỗng mà thôi. Với hình hài khô gầy, đôi mắt sâu hoắm, râu ria xồm xoàm, tóc tai như tổ quạ, với tấm y dơ giấy rách nát, họ dường như chỉ chú trọng vào việc làm cho khô kiệt nhu cầu thân xác. Một vài góc rừng, Siddhartha gặp mấy đạo sĩ lõa thể. Họ cố tránh nơi làng xóm hoặc có người qua lại, chỉ dùng củ, trái, lá cây qua ngày để tu hành ép xác, hành thân hoại thể. Một vài lần đàm đạo xảy ra trên đường, Siddhartha biết rằng dân chúng các nơi rất kính trọng các bậc tu khổ hạnh. Và quan điểm chung chung của các đạo sĩ này tương tự nhau. Thân xác nhiều tham muốn quá cho nên khổ. Vì muốn chấm dứt khổ thì phải triệt tiêu nhu cầu của thân xác, làm cho mọi cảm giác đều phải trơ lì, yên ngủ. Khi mà tinh thần con người không còn nô lệ thân xác nữa, nó sẽ thăng hoa, nó sẽ giải thoát, nó sẽ thể nhập làm một với đấng tuyệt đối, với phạm thể vô biên. Siddhartha không góp ý, không tranh luận, chàng chỉ lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm. Có rất nhiều pháp môn lạ lùng Siddhartha đã gặp gỡ trên đường, nói không hết, kể không hết. Chàng tự nghĩ, chưa vội tin mà cũng chưa vội bỏ, phải nghiên cứu toàn bộ sau này. Do chẳng có gì phải vội vã, nên chỉ 6 do tuần mà Siddhartha đi mất 10 hôm mới đến được bên này sông Ganga. Tại một bến thuyền, Siddhartha chứng kiến một cảnh tượng huyên náo, lạ lùng, chưa hề thấy ở trong đời. Không biết bao nhiêu là đạo sĩ, tu sĩ, phục sức, y áo khác nhau, với những sinh hoạt khác nhau. Có nhóm đứng bên sông lầm thầm, chắp tay cầu nguyện. Có nhóm xuống tắm nước sông Thiên để rửa sạch cho kỳ hết bao nhiêu tội lỗi, nghiệp chướng tiền khiên. Có nhóm người nhập định, phơi xác trần dưới sự nung nấu của mặt trời. Siddhartha thanh thản vào gót ven bờ nước đục đỏ ngầu, trên bãi cát vàng mênh mông vô tận. Đâu cũng là người, đủ mọi màu da, mọi giai cấp, mọi tuổi tác. Tất cả là đàn ông, đàn bà chỉ lác đác một vài. Ai nấy đều thản nhiên, dường như chẳng ai chú ý đến ai, ai có công việc nấy.
một số đàn ông đang sắp xếp một dàn quả thiêu. Vài ba đám ma đang đặt xác tử thi trên một bãi đất trống. Từng đàn bò, ngựa, lạc đà xuống sông uống nước. Những sạp hàng lớn, nghễu nghệnh hàng hóa đang rục rịch chuẩn bị xuống thuyền sang sông. Có 5-7 người đàn ông phục sức, y áo loè loẹt, diện mạo lạ quắc, đang cân đo đong đếm bên những kiện hàng. Họ có thể là từ các xứ Ba Tư, Ả Rập sang đây giao thương, buôn bán làm ăn. Đây đúng là một xứ sở năng động, phồn vinh, với những sinh hoạt phong phú, đa diện. Còn Kapilavastu chỉ như là một quận huyện nhỏ bé. Siddhartha nhờ một thuyền buôn sang sông. Ôi sông rộng mênh mông, lềnh bềnh xác tử thi và rác rưởi. Thuyền qua, thuyền về tấp nập. Có những chiếc thuyền lớn chở luôn cả cừu, dê, bò, ngựa, lạc đà cùng với hàng hóa nặng trĩu. Phía nam sông Ganga trông nhộn nhịp, tấp nập hơn cả bờ Bắc. Siddhartha dừng chân giây lát nơi bến sông để chứng kiến một cảnh quả thiêu, chứng kiến một xác người chưa cháy hết được thả trôi. Cũng giống như ở Kapilavastu, chẳng ai khóc lóc tiếc thương những người thân thuộc. Ai cũng quen với sự sống, sự chết. Là lẽ thường, thần Agni sẽ đưa linh hồn lên mây xanh, thần Rama sẽ cho quá sanh một kiếp khác hay cho về ở với người. Niềm tin ấy cho họ sự bình thản, an nhiên. Chết đi nghĩa là từ bỏ thân xác bệnh tật, già nua, quỷ hoại, tan rã, để mượn lại một thân xác mới, trẻ trung hơn, tràn trề sinh lực và sự sống hơn. Quan niệm chung của tôn giáo ngàn đời hóa ra cũng giải tỏa được nỗi khổ trước lưỡi hái của tử thần. Dừng chân tại thị trấn Pataligama, thương mãi phồn vinh vài hôm, Siddhartha quan sát, ngắm nhìn, lắng nghe mọi sự, nhất là dân tình, quan niệm sống của họ cùng sinh hoạt các tôn giáo. Qua tiếp xúc với một số đạo sĩ, Siddhartha biết rằng tại quốc độ Magadha tồn tại nhiều giáo phái, cả trong và ngoài truyền thống. Hóa ra, đạo sư Alara thuộc một phái nhỏ, Sankhya là một trong 6 phái Bà La Môn hưng thịnh ở đây. Có một số giáo phái không chấp nhận quyền uy của Thánh Kinh Vệ Đà, của Áo Nghĩa Thư. Họ tự lập ra từng nhóm riêng, có quan niệm và cách thức tu tập riêng. Tuy nhiên, bất kể Sa Môn, Bà La Môn, đạo sĩ nào, thì dân chúng đều ủng hộ, đều đặt bát cúng dường. Đây là xứ sở tự do tôn giáo, tín ngưỡng đúng nghĩa. Nhờ mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp. Theo đó, các giáo phái phát triển khắp mọi nơi. Vật thực của cư dân mộ đạo xứ này còn phong phú hơn cả Vesali. Cứ vừa khất thực, vừa nghỉ ngơi, Siddhartha lại xuôi theo xa lộ thương mại về thủ đô Rajagaha. Dương xá, chàng nghe đồn phương nam Rajagaha có đạo tràng của đạo sư Uttaka Ramaputta, nổi danh nhiều phương. Ông ta có 700 đồ chúng, đoanh vây, tu học. Chàng phải đến đấy để chiêm bái và học hỏi. 7-8 hôm sau, Siddhartha đã đi vào thủ đô của nước Magadha, Makiddha, một kinh đô hoa lệ, giàu sang, cực thịnh nhất thời bấy giờ. Dù kiến thức địa lý của Siddhartha có sâu rộng, cũng không thể hình dung được thế núi, thế sông hùng vĩ như thế này. Hóa ra, kinh thành Rajagaha nằm giữa một thung lũng mênh mông được bao quanh bởi nhiều dãy núi. Kéo trên từ hướng Tây Nam lên hướng Đông Bắc là hai dãy núi Vaibhara và Virgala như một bức tường thành. Phía cuối của núi Virgala lại mọc ra dãy núi Rama đâm thẳng gốc xuống hướng Nam. Sau đó, dãy núi Chattha lại đâm thẳng gốc với Rama rồi đổ về hướng đông. Xa về phía nam là dãy núi Udaya, đổ xuôi về tây nam lại bắt gặp núi Sona hùng vĩ. Cả hai dãy núi này dường như song song với hai dãy núi Vaibhara và Virgala, nghĩa là kéo dài từ đông bắc xuống tây nam. Vậy là kinh thành Rajagaha nằm trong một thung lũng hình chữ Z, được bao bọc bởi hai bức tường thành. Bức tường ngoại thành làm vành đai khổng lồ, đá dựng lô nhô cùng với rừng xanh mát mẻ.
Với sức người, sức của, thời gian, công phu xây dựng bức tường đá vĩ đại như thế, quả thật chỉ có ý chí của một đế quốc mới làm nổi. Nó bạo liệt cắt ngang núi Sona, chạy dài qua sông suối Bình Nguyên, vượt lên núi Vaibhara, chạy theo đường đông của núi này đến hết núi Virgala. Từ đây đổ về nam, nó xuôi mãi trượt lên núi Udaya, rồi theo đường dông của núi này xuôi về tây nam. Chu vi bức tường ngoại thành nghe đâu không lớn lắm, chỉ độ chừng 3-4 do tuần, nhưng có lẽ là công trình vĩ đại thời bấy giờ. Bức tường nội thành bao quanh cổ thành Giribaya là nơi biệt lập của hoàng cung, kế đó là dinh cơ của hoàng gia, quý tộc, các đại thần, quan lại, võ tướng. Từ đó các con đường lát đá, xa rộng ra là phố phường sầm uất của giai cấp dễ xá, quý tộc làm thương mại, thị dân giàu có với hàng trăm hàng ngàn tiệm tạp hóa. Rồi còn xưởng rèn đúc vũ khí, dinh xưởng quân trang, quân dụng của hoàng gia, chiến sĩ. Cung vua được xây dựng bằng nền đá, tường đá, nhưng kết cấu các tòa nhà, dinh thự, lâu đài lại bằng gỗ quý. Dùng thung lũng trải rộng giữa nội ngoại thành là làng xóm nhà cửa của giới trung lưu, gồm tất cả mọi ngành nghề khác. Đây là vựa lúa, vựa trái cây, rau cải, cũng là nơi chăn thả gia súc như dê, bò, cừu. Có cả những trại nuôi ngựa, voi cho hoàng gia và chiến sĩ. Điểm xuyết giữa thung lũng này là trang trại lớn của một số đại thần, quý tộc, kỹ nữ, võ tướng. Nhiều nhất là những vườn xoài, vườn cây thuốc, vườn đinh hương, hồi hương, chà là, các loại đậu, củ. Riêng cây thốt nốt làm đường, mật thì ở đâu cũng có. Hàng hàng lớp lớp bao quanh xóm nhà, quanh công viên, dọc theo xa lộ thương mại. Giữa khoảng hở của các ngọn núi là những cổng thành cao lớn, kiên cố. Cổng đi lên phía bắc được gọi là cổng bắc, tương tự thế, cổng đông, cổng nam. Như vậy, địa thế của Rajagaha được phòng thủ một cách kiên cố và vững mạnh, không có quân đội nước nào xâm nhập nổi, nên tạo được thế hùng cường và giao mạnh dài lâu. Chừng 168-180 năm sau Phật nhập diệt, quân đội A Lịch Sơn Đại Đế 3 lần tấn công, 3 lần bị đẩy lui thất bại, phải rút về. Nhờ giàu sang và thịnh vượng như vậy, nên đất nước này là nơi hội tụ nhiều sắc màu của các giáo phái khác nhau. Cứ hễ nghe đâu có các nhóm tụ tập là Siddhartha tìm đến. Quả thật là nơi này quyền uy của Thánh Kinh Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư đã bị lung lay. Có những phong trào muốn đi tìm những giá trị tâm linh mới, con đường mới. Một số đã đi quá đà, rơi vào duy vật luận thô thiển, ngụy biện, hí luận, đoạn diệt kiến, trở thành tà đạo, nhưng vẫn tồn tại, vẫn được rao giảng đó đây. Ai nghe thì nghe, ai tin thì tin, ai không nghe không tin thì thôi, chẳng đụng chạm đến ai cả. Đúng là trăm hoa đua nở, nên kinh thành này thời này được xem là đỉnh cao của triết đạo học. Siddhartha đã đến nhiều nơi để nghe các đạo sĩ trong truyền thống rao giảng. Gọi là truyền thống nhưng họ đã giảng giải lại Vệ Đà nên được gọi là Vedanta cho phù hợp với thời đại mới. Một số trong các vị này muốn giữ lại một ít mật truyền có lợi cho các tế sư để họ độc quyền liên hệ với thần linh. Nói chung, họ cũng tìm về nhất thể, nhưng do lý luận dài dòng, úp mở, mâu thuẫn, nhiều kẽ hở, nên chẳng giúp gì thêm cho kiến thức của chàng cả. Giả lại, kể cả Vệ Đà, kể cả những quyển kinh cổ xưa của dòng dõi Aryan, Siddhartha đã thông thuộc, nên chàng thấy kiến thức của bọn họ chấp vá, đứt nối, nghèo nàn, chẳng có giá trị gì. Nếu ai nghe nói đến Brahman Atman, những cái ngã thường tại, bất tử, đồng giới hư không, đồng một với hạt cải, hạt sung, hạt mè gì gì đó, thì chàng không muốn nghe nữa. Siddhartha đã đầy mứa, no ứ các loại kiến thức cũ xưa ấy. Một vài nơi nói về nghiệp, tham dục, vô minh là công của các nhà luận giải đi sau Vệ Đà, thì nghe được,
nhưng vẫn còn nông cạn, mù mờ. Siddhartha chán nản nhất là miệng lưỡi của một số đạo sĩ duy vật luận, đoạn kiến, hư vô chủ nghĩa. Họ phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế, linh hồn, chủ trương không có thiện ác. Khi thân xác thiêu rồi thì chẳng còn gì nữa. Vậy hãy hưởng thụ dục lạc cho sung sướng. Họ chỉ trích các đạo sĩ khổ hạnh, diệt dục. Này bạn, bạn muốn quăng bỏ cả hạt thóc vì bên ngoài bao bọc vỏ trấu chăng? Hành hạ thân xác quả là đồ cùng, đồ điên. Lạ lùng làm sao là với chủ trương như vậy, họ vẫn không được mọi người xem là đối kháng xã hội hoặc phi đạo đức, có hại cho nhân sinh. Một số khác tuyên bố xanh rờn về học thuyết hoài nghi chủ nghĩa. Họ hoài nghi linh hồn, thượng đế, thánh thần, thiện ác, các giá trị đức lý, định mạng. Họ hoài nghi tất tần tật, chúng nhung nhúc, nhan nhãn, mọc lên tươi tốt như nấm sau vài trận mưa cuối mùa hè. Họ đi từng đoàn, từng lũ, đã phá giáo phái truyền thống, đền miếu, tập cấp Bà La Môn và các tế sư. Nhưng quả lạ lùng làm sao, dân chúng lại thích nghe họ nói, khoái chí cúng dường, cung cấp tứ sự đầy đủ. Có lẽ đây là phản ứng nghịch để tạo sự quân bình cho xã hội. Các ông Bà La Môn trịnh trọng, đạo mạo, nghiêm trang từ lâu đã bóc lột họ quá nhiều trong các cuộc tế lễ ma chay. Chủ ruộng đất, chủ các trang trại của các Bà La Môn lại sử dụng sức lao động của nông nô với giá chích đói cũng tương tự thế. Còn ta bà khổ hạnh sư thì quá nhiều, từ khổ hạnh thô tháo đến khổ hạnh cực đoan nhất. Và nói chung, mọi hình thức khổ hạnh đều được dân chúng trọng vọng, sùng mộ. Dấu hiệu chung của các đạo sĩ khổ hạnh là từ bỏ gia đình, vợ con, tài sản, tự do để râu tóc, tự do mặc nhiều kiểu y áo khác nhau, hoặc tự do chỉ che chút ít cho có lệ. Tùy, riêng có nhóm cứ để trần truồng, lõa thể, thì họ thường ẩn dật trong rừng rậm hoặc nơi xa xóm làng để khỏi quấy rầy mọi người, nhất là đàn bà con gái. Vị nào khổ hạnh kỳ quái nhất, dị hợm nhất thì được mọi người nể trọng nhất. Làng xóm sẽ tự hào về họ, xem họ như bậc thánh. Có vị tu khổ hạnh với mục đích chẳng tốt đẹp gì, chỉ để cho oai, cho ghê gớm, một cách hiếu danh, một cách phô trương bản ngã. Có vị tu khổ hạnh với mục đích mong cầu đánh đổi phúc lạc ở đời sau, sung sướng gấp trăm ngàn lần bây giờ. Có vị tu khổ hạnh thiền định để sau này bay được như chim, qua sông không cần đò thuyền, hoặc đi xuyên tường, độn thổ, biết rõ chuyện quá khứ, vị lai. Có những vị cao thượng hơn là khổ hạnh để diệt dục, để giải thoát kiếp người, mong sau này cộng trú với chư thiên, phạm thiên hay thể nhập với Thượng Đế. Tất cả họ có nhiều cách hành hạ thân xác thật khủng khiếp. Khổ hạnh như bò thì làm hai cái sừng bò trên đầu, cột đuôi bò phía sau, sống giữa bầy bò, ăn như bò, đi như bò, ngủ như bò. Khổ hạnh như chó thì sống như chó, đi như chó, ăn dưới đất, sủa hâu hâu và nằm ngủ cũng cuộn mình như chó. Khổ hạnh kiểu nhịn ăn thì nhịn ăn cho tới chết. Có vị nửa tuần trăng mới ăn một lần, có vị chỉ ăn một lần vào cuối mùa trăng, có vị ngâm dưới nước suốt ngày, có vị tự treo chân, treo tay lên trên cây cho đến khi teo chân, teo tay luôn. Có người cột mình lên cây bằng một sợi dây, mỗi ngày dài khắc như thế. Có vị luôn luôn ngồi chồm hổm và chỉ ăn cái gì rơi vãi xung quanh. Có kẻ đứng một chân, đứng mãi, đứng hoài, mặc cho cây leo mọc xung quanh, chim làm tổ trên đầu. Có kẻ suốt đời không ngủ, có người nằm trên giường đinh hoặc nằm trên một đống gai tua tủa. Có vị tự cắt bớt một tay, cắt bớt một chân. Có kẻ bẻ gãy nó rồi lấy dây cột lại, mặc cho nó thối rữa với giòi bò đục khoét. Tuy nhiên, đa phần các khổ hạnh sư này có tu tập thiền định, họ có tự chủ, nên sự đau đớn về thể xác họ chịu đựng được, người ta nể sợ họ về khả năng đó. Khắp xứ Magadha, các đạo sĩ lang thang với cái bát xin ăn đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Thỉnh thoảng vì tranh danh đoạt lợi,
lại có vài ba cuộc đụng độ. Hãy lắng nghe họ nói, họ ngụy biện, họ bài bác, sách mé người khác mà chẳng đưa ra một ý tưởng khả dĩ là có kiến thức. Có kẻ say sưa nói về định mệnh thuyết, theo đó cái ăn, cái mặc, ngủ nghỉ, tư duy, vui khổ không thể cải biến, không thể thay đổi được. Tuy nhiên, chẳng ai trung thành với ai cả. Họ tùy nghi gia nhập nhóm này, một thời gian lại chạy sang nhóm khác. Họ thay đổi guru, bậc thầy như thay đổi món ăn. Tại kinh thành Rajagaha và các thị trấn thường có những căn nhà hội là tụ điểm để cho muôn phương du sĩ, khất sĩ lang thang, trú mưa nắng. Và thường là nơi xảy ra các cuộc tranh luận. Ai nói hay, thắng cuộc thì được vua chúa, các triệu phú gia, chủ ngân hàng, đại thương gia tặng nhiều vàng bạc, gia súc. Siddhartha lắc đầu, vừa ngao ngán, vừa mỉm cười. Quả là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Chỉ mới non nửa tháng ở đây, kinh thành tâm linh này mà Siddhartha đã có thể khái quát, hình dung toàn bộ sinh hoạt tôn giáo, chí hướng, mục đích, con đường của giới xuất gia đạo sĩ. Hôm kia, nghỉ ngơi trên núi Pandava, không xa kinh thành Rajagaha bao nhiêu, Siddhartha ngồi thiền nhưng tâm không an trú. Do kinh thành Rajagaha với những sinh hoạt của nó nên hình ảnh Kapilavastu hiện ra, rồi hình sương bóng khói quê nhà, phụ vương, di mẫu, Yasodhara, Rahula từ chập chờn đi đến rõ nét. Một dòng xúc cảm khởi sanh làm cho Siddhartha lao chao không yên lắng được, đã suốt đêm như thế. Nắng sớm đã lên, Siddhartha ôm bát thông thả đi theo con đường rụt dê xuống chân núi. Vừa đi, chàng vừa trú niệm hơi thở để tìm lại sự thanh thản tâm hồn. Phải đi con đường mới, tức là con đường dẫn đến cổ thành Giribaya, có hoàng thành, cung điện của đức vua Sendiya Bimbisara nổi danh. Ở đây, dinh thự tiếp dinh thự, lâu đài tiếp lâu đài, hình ảnh mấy tòa cung vui lại hiện ra, nhưng Siddhartha an trú niệm được ngay. Dáng dấp Siddhartha cao to, sang trọng, nước da như mạ vàng ròng, lại với bước đi trầm tĩnh, uy nghi, làm cho ai cũng phải chú ý, ngước đầu lên nhìn. Ở kinh thành này, chưa có bóng dáng vị đạo sĩ nào khả dĩ thu hút mọi người đến thế. Là một vị xuất gia với giống dòng thượng đẳng, với bước đi khoan thai, ổn định, kiêu hùng như chúa Sơn Lâm thế kia, thì mọi người mới thấy lần đầu. Siddhartha dừng lại, tầm mắt nhìn xuống, nghiêng người đứng trước một ngôi nhà. Không phân biệt họ giàu nghèo ra sao, chàng trú niệm. Không gian xung quanh bỗng yên lặng, dường như những giọng nói tiếng cười từ đâu đó cũng ngưng dứt. Một người, hai người, ba người, rồi bốn người lặng lẽ ra đặt bát. Có lẽ là những món thượng vị đầy trân trọng. Thấy đã vừa đủ, Siddhartha lấy tay ngăn lại, thầm đọc vài ba lời quán tưởng và chú nguyện, rồi quay lưng bước đi, trở về bằng lối khác. Siddhartha thoáng nghe từ sau gáy, từ bên tai, những cái nhìn, những lời bàn tán xầm xì nho nhỏ. Vị sa môn này có lẽ không phải là người mà là thiên thần. Đúng vậy, cỗ xe bốn ngựa trắng đang chậm rãi đi ngang, đức vua Sendiya Bimbisara vén rèm, chăm chú nhìn tướng mạo, phong thái, bước đi của Siddhartha, cũng tưởng là vị thiên thần nào. Ông ngẩn ngơ, sao trên đời lại có vị đạo sĩ đẹp đến thế? Như sực tỉnh, đức vua Sendiya Bimbisara sai một tên quân hầu bí mật theo dõi Siddhartha, xem chàng về đâu, nghỉ ở đền miếu, quán xá nào, rồi về tâu lại cho đức vua hay. Xế chiều hôm đó, đức vua Sendiya Bimbisara thắng cỗ xe bốn ngựa trắng, dừng lại dưới chân đồi Pandava. Đức vua chậm rãi leo lên núi cùng với một tên thị vệ. Siddhartha đang ngồi thiền trong bóng râm, hào quang như tỏa sáng từ khuôn mặt. Có một cái gì tôn nghiêm, tĩnh lặng tỏa ra chung quanh, làm cho đức vua không dám cất tiếng. Ông đứng vòng tay,
tỏ vẻ kính cẩn. Lát sau, như có con mắt thứ ba, Siddhartha biết có khách nên chàng xả thiền. Nhìn dốc dáng bệ vệ oai nghiêm, trang phục sáng ngời châu báu như mình thuở nào, Siddhartha biết đấy là đức vua Seniya Bimbisara, nổi tiếng châu diêm phù đề. Rất tự nhiên, Siddhartha gật đầu chào, mỉm cười, chỉ cho đức vua chỗ ngồi trên phiến đá phẳng, còn chàng thì tìm chỗ ngồi đối diện. Siddhartha điềm đạm nói, phải chăng điện hạ là quốc vương Magadha nổi danh đương đại? Xin ngài bỏ lỗi, là sa môn nên tôi không thể làm lễ ra mắt như kiểu quần thần. Đức vua gật đầu, phải vậy, trẫm là Seniya Bimbisara, hôm nay đến đây rất lấy làm vinh hạnh được thăm viếng ngài sa môn. Chẳng hay ngài là ai? Là thọ thần, là chư thiên, là phạm thiên? Tướng mạo của ngài rất vi phàm, rất khác tục vậy. Siddhartha cười nhẹ, tôi là người phàm tục Tâu Đại Dương, lại nữa lộ trình tâm đạo còn nhiêu khê tối tăm, đâu xứng đáng để đức vua oai hùng coi trọng đến thế. Thấy lời lẽ thanh cao, ngôn ngữ lưu loát, lịch thiệp, đức vua đoán đây không phải là kẻ tầm thường, bèn tâm sự. Ôi, trẫm lên ngôi từ bé, lúc phụ hoàng của trẫm mất, mới 14 tuổi mà phải làm người lớn, phải chính đính, trang nghiêm, mẫu mực để cầm quyền trị nước. Năm nay trẫm 24 tuổi, vậy là đã suốt 10 năm, trẫm không có tuổi thơ, không có sự hồn nhiên, lúc nào cũng phải lo nghĩ, tính toán trăm việc, không có niềm vui, không có nụ cười. Bao nhiêu năm qua, trẫm không hề có một người bạn để hàn huyên tâm sự. Xung quanh hàng trăm người, lúc nào cũng khúm núm, chào thưa, tuân phục, bách tuế, vạn tuế. Cũng chẳng trách họ được, vì đó là luật lệ của triều đình, vì quyền uy của trẫm là tuyệt đối. Nhưng mà, kỳ lạ làm sao, sáng nay, vừa thoáng thấy sa môn, trẫm liền có cảm giác như là một người bạn thân lưu lạc từ kiếp nào. Trẫm ao ước rằng sa môn hãy cùng về với trẫm, làm bạn với trẫm. Nhớ dần trán, đôi mắt, ngôn ngữ, nụ cười ở nơi sa môn, trẫm biết chắc sa môn là người ưu việt, thông tuệ, trí tài, đức hạnh đều vượt bậc, vượt xa con người. Nếu có sa môn bên cạnh tham mưu cố vấn, trẫm biết chắc nước nhà sẽ hùng cường và muôn dân sẽ ấm no, hạnh phúc hơn nữa. Siddhartha quan sát đức vua, thấy ông ta có vẻ chí tình, lại có phong độ của bậc minh quân, chàng dịu dàng nói, cảm ơn những lời vàng ngọc của đại vương, nhưng tôi đã quen đời sống độc cư, thích chỗ quan du ưu tĩnh của núi rừng mất rồi. Chúng hoàn thành qua lệ không còn thích hợp với tôi nữa đâu. Đời sống sa môn không cửa không nhà, cực khổ quá. Vật thực xin ăn tùy thí chủ, đâu có đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Mặc thì chỉ có một manh áo mỏng, nằm ngủ thì chẳng có giường chiếu, chăn màn. Thôi, hãy về thành với trẫm đi, trẫm sẽ tặng một cung điện cao sang và tiện nghi nhất. Trẫm lại còn lựa chọn trong vài chục mỹ nữ xinh đẹp nhất thành Rajagaha, làm kẻ hầu người hạ xung quanh. Họ sẽ nâng khăn sửa túi, xếp gối, văn màn. Siddhartha cúi đầu nhũng nhặn, xin trân trọng tấm lòng và thiện ý của đại dương. Quả thật, đấy là đặc ân túi thượng của đại dương. Nhưng tôi không quen với đời sống ấy. Tôi đang đi tìm ý nghĩa và giá trị vĩnh hằng của đời sống con người. Tôi sẽ tìm cho ra đạo lộ bất tử để cứu khổ cho muôn sinh. Đấy mới là mục đích của tôi, Tâu Đại Dương. Đức vua Seniya Bimbisara vẫn chưa chịu thua, muốn thuyết phục nữa, nhưng chậm rãi hỏi, sa môn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thưa, 29 tuổi. Ồ, vậy là còn trẻ quá, chỉ lớn hơn trẫm có 5 tuổi. Thôi thế này, cùng về với trẫm đi, trẫm sẽ chia cho sa môn một nửa giang sơn. Cả hai ta sẽ cùng nhau cai trị và hưởng phúc. Ít chục năm sau, khi tuổi già sức yếu, mọi lạc thú trên đời đều đã nhàm chán, thì cứ giao lại hết cho trẫm, rồi đi xuất gia cũng chưa muộn gì. Siddhartha mỉm cười nụ, phê bình nhẹ nhàng.
Đại Dương nói không được đúng rồi. Con đường tu tập không đơn giản, là lộ trình của chông gai khổ luyện. Cần phải có sức dốc, ý chí, nghị lực mới đi được tới nơi, tới chốn. Vậy đi xuất gia phải cần có nhiệt huyết và sức thanh xuân của tuổi trẻ. Nếu để già mới đi xuất gia sẽ không thành tựu được gì, chỉ tìm được chút nhàn cư và bình an, tĩnh tại bên ngoài mà thôi. Còn khó khăn hơn nữa là hiện nay sự tìm kiếm của tôi, mục đích, con đường chưa hề có trên thế gian này, nên hành trang tư lương lên đường cần có ý chí và nghị lực bất thối. Còn khó khăn vạn trùng và chỉ có tuổi trẻ mới làm được. Xin bề hạ hãy tha thứ cho tôi và hãy cho tôi đi theo con đường mà mình đã chọn. Đức vua Seniya Bimbisara gật gù. Quả là hùng biện, quả là hay, thật là ngôn lời kiên định như đá tảng. Trẫm mới nghe lần thứ nhất trong đời, và cũng là lần thứ nhất trong đời có người được chia cho nửa giang sơn, cung điện, mỹ nữ, quyền uy mà không hề động tâm. Nghĩ ngợi một lát, Đức vua tiếp. Với con người như Sa Môn, lập luận đanh thép, ý chí đanh thép, dừng trán cao phẳng, đôi mắt xanh trong thế kia, thì chẳng có khó khăn nào mà Sa Môn không thành tựu được, kể cả là làm chuyển luân thánh dương toàn cõi châu chim phù đề này. Trẫm không mắc lỗi đâu, trẫm kính trọng và sự ngưỡng mộ được nhân lên nhiều lần nữa là khác. Nhìn thần sắc an nhiên trầm tĩnh của Siddhartha, Đức vua chợt hỏi. Trẫm hơi tò mò, vậy chẳng hay Sa Môn là người xứ nào, xuất thân dòng dõi như thế nào, có thể cho trẫm biết với chăng? Và được không sao, Siddhartha nói. Xa về hướng Tây Bắc, dưới chân Himalaya hùng vĩ, có một gia tộc Sakya cổ kính, dòng dõi Thái Dương anh hùng. Kinh thành Kapilavastu nhỏ bé hiền hòa là quê hương của tôi đấy. Ồ, tên tôi là Siddhartha, họ Gotama, là thái tử con vua Suddhodana. Còn tại tiền, mẹ là hoàng hậu Mahamaya đã mất sớm. Tôi lập gia đình lúc 16 tuổi, có được một con trai nối dõi. Cứ kể tiếp đi Sa Môn, trẫm muốn nghe. Từ lâu tôi đã chán nản xa hoa ngũ dục ở ba tòa cung vui, lại còn sợ buộc ràng lúc phụ hoàng chọn ngày đăng quang vương vị, nên đã trốn mọi người, rời khỏi kinh thành, xuất gia tầm đạo lúc nửa đêm, cách đây non vài tháng thôi, tâu đại dương. Vua ngạc nhiên quá, thốt lên. Hóa ra Sa Môn là một vị vua. Một vị vua đã khẳng khái phất tay, từ bỏ vương vị, vợ đẹp con xinh. Vậy là trẫm đã thất lễ. Trẫm đã lấy lợi danh, quyền uy, ngũ dục để quyến rũ người đã từ bỏ ngũ dục, danh lợi và quyền uy. Đức vua lại xuống giọng thân thiện. Vương quốc Sakya hiền hòa với Magadha của trẫm là chỗ thân quen từ nhiều đời. Từ đây đến đó chừng 6-70 do tuần, không xa lắm. Vị đại vương Kosala oai hùng kế cạnh, Đức vua Pisanadi, cũng là chỗ thâm giao. Không giấu gì Sa Môn, hoàng hậu của trẫm là em ruột của Đức vua Pisanadi. Lại nữa, trẫm sẽ có một chính sách ngoại giao với Kosala để cho Kapilavastu được yên bình. Sa Môn đừng ngại gì cả, hãy đi theo con đường của mình. Nhưng trẫm mong rằng Sa Môn hãy xem trẫm là bạn. Sau này, lúc nào tìm ra đạo lớn, Sa Môn hãy ghé thăm quốc độ của trẫm, thăm trẫm và để cho trẫm được cúng dường tứ sự. Trẫm sẵn sàng cất lời hứa thiêng liêng là sẽ ở bên cạnh, làm cánh tay phải, hộ trì cái đạo bất tử của Sa Môn được phát triển mạnh mẽ trong quốc độ này. Siddhartha thấy vị vua trẻ tuổi, đầy quyền uy hiển hách mà hạ mình như vậy, bèn vô cùng trân trọng hứa khả, sau này đắc đạo sẽ trở lại xứ sở phồn vinh này. Đức vua Seniya Bimbisara cúi chào từ giả xuống núi. Siddhartha cũng chuẩn bị rời chỗ. Chàng không muốn nhận thêm một ân sủng nào nữa của đức vua cũng như hoàng gia của xứ sở này. Biết chỗ họ sẽ thăm viếng tới lui, rồi phải nói chuyện, chào hỏi, lắng nghe, làm mất của chàng biết bao thời giờ quý báu. Chàng bước đi,
lại theo đường mòn ruột dê đến cổng thành phía đông nam, từ Giả Rajagaha đến núi khác. Có một đạo sư ở không xa đây lắm, chàng phải tìm đến, phải tìm đến. Vị đạo sư thứ hai. Khu rừng của đạo sư Uddaka Ramaputta trải dài ở sườn núi phía nam thuộc dãy núi Udaya, nằm ngoài bức tường thành thứ hai của kinh đô Rajagaha. Rừng cây với những gốc cổ thụ to lớn, mật độ thưa thớt, có vẻ nóng bức vì thời tiết đang đi vào cuối hạ. Thỉnh thoảng có vài cơn gió mang hơi lửa từ phương nam thổi tràn lên, lá vàng rụng xào xạc. Vài con suối đã cạn khô, nước chảy róc rách, len lỏi giữa các lèn đá, tụ thành từng dũng xanh trong, đủ nước dùng cho người và vật. Đây đó, từng cốc lá che dựng tạm thời, lấp ló sau các hàng cây. Vài bóng đạo sĩ tới lui, tọa thiền hoặc kinh hành trong thanh bình và yên ổn. Đạo sư Uddaka, năm nay chừng 80 tuổi, quắc thước, rắn rỏi, dần trán cao rộng, đặc biệt có đôi mắt sâu hoắm, nhãn quan lóng lánh có thần, biểu hiện một sức sống nội tâm có tu chứng, có sở đắc. Giáo pháp của đạo sư ảnh hưởng một vùng lớn rộng. Hội chúng có chừng 700-800 người, kể cả xuất gia và tại gia. Ông tiếp Siddhartha như một người học đạo bình thường, không hỏi xứ sở, gốc gác, dòng họ, chỉ hướng dẫn những pháp sơ cơ. Siddhartha chưa muốn đi sâu, nghĩ là thời gian còn nhiều. Chàng dự định xem xét một vài vấn đề nội tâm đang còn mấy động, lao xao. Cũng giống như ở khu rừng của đạo sư Alara, Siddhartha phải tự mình làm một lều cây để che sương, đỡ gió. Sau đó, nhìn quanh bạn đồng đạo ai làm gì thì chàng làm nấy, tìm cách hòa nhập với học chúng. Siddhartha lúc này đã thuần thục mọi sự, nên thấy cái gì cũng dễ dàng, thông thuận, khế hợp. Đạo sư Uddaka Ramaputta nghe nói không phải tự tu, tự chứng như đạo sư Alara Kalama, mà được học hỏi từ cố đạo sư Rama các thiền phi tưởng. Phi phi tưởng là đỉnh cao nhất, lôi cuốn rất nhiều đạo sĩ tìm đến tu học. Chương trình trong ngày, Siddhartha sử dụng giờ giấc tương tự trước đây. Đêm hành thiền hai canh, nghỉ một canh. Ngày theo bạn đạo đi khất thực các thôn làng ngoại ô Rajagaha. Chiều, nếu rảnh rỗi chút ít, tìm khe suối xa vắng để tắm giặt, nằm nhìn ngắm mây trời, lắng nghe sự gia động, các cảm giác tương giao phát sanh. Tất cả đều bình hòa, lắng trong, yên tĩnh. Đôi khi, sự an lạc kéo dài, thấm đẫm từ chân tơ, kẽ tóc. Nhưng thỉnh thoảng, những câu hỏi, lẽ tử sinh, giá trị nền tảng của cuộc sống lại trở về như một đám mây u ám đi qua vùng trời tâm thức. Dù trú các định xuống lên các định khá thuần thục, nhưng khi trở lại với ý thức thường nghiệm, Siddhartha thấy mình vẫn còn bất an, vẫn còn những phiền não di tế. Nửa tháng trôi qua lặng lẽ, hôm kia Siddhartha tìm gặp đạo sư Uddaka. Chàng cặn kẽ trình bày lộ trình tu tập bấy lâu của mình, các tầng thiền, an trú và chứng nghiệm, những mong sự chỉ dẫn đúng đắn và cao minh hơn. Sao? Đạo sư Uddaka ngạc nhiên. Trong vòng nửa tháng mà chàng trai trẻ đã lên đến thiền vô sở hữu à? Dạ thưa không, Siddhartha đáp. Tất cả các tầng thiền ấy đệ tử đã học được từ đạo tràng của đạo sư Alara, và đệ tử đã đi xuống, đi lên, vào ra khá thuần thục. Vị đạo sư già nua bây giờ mới chăm chú quan sát tướng mạo của chàng trai đối diện. Ồ, tướng mạo đẹp đẽ, tỏa ra sự trang nghiêm, chững chạc. Lại nữa, chàng ta có giọng trầm ấm, có ngôn ngữ trôi chảy, lưu loát, có cách diễn đạt ý tưởng chân xác, sâu sắc. Đây là người có học vấn uyên bác, thâm sâu, không phải là kẻ tầm thường. Thế là, đạo sư ân cần trao đổi. Này, người bạn trẻ,
cái định vô sở hữu mà bạn chứng đạt từ đạo sư Alara Khả Kính là một loại định bậc cao. Tuy nhiên, cái vô sở hữu ấy là một loại tri giác, một loại tưởng, chính xác là tưởng không đấy thôi. Lúc nào còn tri giác, còn tưởng thì vẫn còn năng tri và sở tri. Muốn bước lên một loại định cao hơn thế nữa thì người bạn trẻ cần phải rời luôn cái tưởng ấy, cái tri giác ấy. Siddhartha nhíu mày, phải rời luôn, phải lìa bỏ tri giác. Nghĩa là không còn tri giác thì có đồng nghĩa với gỗ đá không, thưa Đức Đạo Sư? Hay, câu hỏi hay. Lìa tri giác, lìa tưởng, nhưng không phải là không có tri giác, không có tưởng như gỗ đá vô tri. Siddhartha nói, nhưng có một đạo sư khá nổi danh nói rằng gỗ đá vô tri cũng không phải là không có tri giác, vẫn là tri giác. Điều ấy phải được hiểu như thế nào? Đừng có tin vào những phát ngôn ngốc nghếch, đấy là hí luận, là mép ria của duy tâm duy vật cực đoan. Ngay cõi vô tưởng của chúng sanh không có tưởng, chỉ còn sự diễn tiến của sắc uẩn, vẫn không đồng với gỗ đá vô tri, vì bên trong nó vẫn là tiềm miên danh uẩn. Nhưng lìa tri giác, lìa tưởng không, mà không phải vô tưởng, không phải gỗ đá vô tri, thì nó là cái gì, thưa Đức Đạo Sư? Điều ấy không nói được, người bạn trẻ, ngôn ngữ bất lực. Phải cần sự thực nghiệm, chứng nghiệm, nóng lạnh khắc biết. Siddhartha lĩnh ý, rút về lều của mình. Vậy là phải lìa vô sở hữu, phải lìa ý niệm không có gì cả. Chỉ 10 hôm sau, Siddhartha đến trình pháp. Đệ tử đã diễn ly được tưởng không ấy. Bây giờ đệ tử đã an trú vào một trạng thái mà không biết nó là cái gì. Nói có tưởng không đúng, nói không tưởng cũng không đúng, cả hữu lẫn vô đều bất xác. Cũng không phải phủ định hay xác lập hai mặt nhị nguyên có không của tưởng, mà là cái gì đó đệ tử nhìn không rõ mặt. Đạo sư Udaka chăm chú hỏi, vậy người bạn trẻ đã trú vào cái gì? Thưa, có lẽ cũng là tri giác, cũng là tưởng thôi, nhưng cái này nó vi tế quá, chẳng xác định được là nó có hay không. Đúng vậy, đạo sư Udaka gật đầu, vì đấy là định phi tưởng, phi tưởng, là bậc thiền cuối cùng trên lộ trình tu tập. Ở châu Diêm Phù Đề này, đó là thành tựu cao nhất, xứng đáng cho những ai cần cầu xuất gia phạm hạnh. Siddhartha cúi đầu, đạo sư Udaka chợt đứng dậy, ưu ái nắm tay Siddhartha, bảo chàng ngồi vào bồ đoàn bên cạnh, rồi mở lời khen ngợi. Người bạn trẻ đã tiến bộ phi thường, vượt bậc, không thể có người thứ hai trên đời này. Công phu tu tập hơn nửa thế kỷ của ta cũng chỉ có chừng ấy, chỉ có định ấy. Ta có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy thì người bạn trẻ cũng có tính, tấn, niệm, định, tuệ như vậy, không hơn, không khác. Siddhartha lắng tai nghe, nghiêm cẩn. Đạo sư Udaka chăm chú quan sát Siddhartha một hồi nữa, rồi cặn kẽ hỏi tên họ, dòng dõi, quê quán, xuất thân. Siddhartha tình thật trả lời, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Nghe xong, đạo sư có vẻ vui mừng. Ồ, có thế chứ, phải là dòng dõi thượng đẳng mới xuất sanh được một nhân cách phi phàm như thế chứ. Đúng là rồng phượng giữa loài người. Chợt đạo sư Udaka xuống giọng, này người bạn trẻ, này Siddhartha, ta đã già rồi, sự sống của ta chỉ còn đếm trên từng hơi thở. Đệ tử dưới trướng, kể cả người cao niên, hạ lạp lớn, kiến thức thì nông cạn, sở chứng thì giới hạn, nhân cách thì tầm thường, chẳng có ai để sở cậy cả, chẳng có ai có đủ khả năng, bản lãnh, trí tài, sở học, sở tu để ta có thể giao phó kế thừa sự nghiệp. Vậy bắt đầu hôm nay, Siddhartha, hãy ở lại đây, hãy ngồi ở chỗ này để dẫn dắt hội chúng. Đạo tràng này là của bạn. Này Siddhartha, hãy vì ta
mà phát triển giáo pháp cao thượng để lợi lạc cho phần đông. Lúc hai người nói chuyện, ban đầu chỉ vài người nghe, lát sau cả hội chúng đều hay tin. Thế rồi, miệng truyền miệng, tai truyền tai. Bây giờ, các đạo sĩ đã đứng lố nhố, vòng trong vòng ngoài, để chứng kiến sự việc hy hữu. Họ yên lặng như tờ. Hình ảnh một đức đạo sư 80 tuổi đáng kính của họ mà lại ân cần nắm tay một người trai trẻ, xem là bạn, lại giao phó toàn bộ đạo tràng cho chàng nữa, làm cho hội chúng bàng hoàng. Trình độ tu tập của chàng đã ngang hàng với sư phụ họ. Nhân cách, kiến thức và trí tài cũng được đạo sư trân trọng, ưu ái đặc biệt như thế kia. Chợt Siddhartha bái tạ đạo sư Udaka rồi thành khẩn nói: tri ân sự tin cậy đầy nồng hậu của đức đạo sư. Đệ tử, dù được đức đạo sư dẫn dắt tu tập đến định cao nhất, nhưng sau khi rời định, tâm đệ tử vẫn có cái gì đó còn lao xao, bất an. Dường như mọi tham sân, phiền não tế vi vẫn còn nằm ở đâu đấy. Lúc duyên cảnh, chúng sẽ phát sanh trở lại. Nghỉ hơi một lát, chàng tiếp: thưa đức đạo sư tôn kính, được đức đạo sư giao phó trọng trách hướng dẫn đạo tràng là một đặc ân, là một nghĩa cử thiêng liêng. Đệ tử xin ghi khắc tận đáy lòng, nhưng không thể thọ lãnh. Đệ tử còn cần phải ra đi, còn cần phải tìm kiếm. Cứu cánh của lộ trình phải là bất tử, phải bước ra khỏi vòng trầm luân sinh diệt, phải đoạn tận tham sân si ở ẩn trong vô thức tối tăm. Dù còn hơi thở cuối cùng, đệ tử quyết không thối thất con đường mà mình đã chọn lựa. Sau vài lần thuyết phục nữa, Siddhartha vẫn một mực lễ độ từ chối. Đạo sư Udaka biết là không thể giữ chân được chàng trai trẻ, một nhân cách siêu việt. Ông thở dài. Hơn ai hết, đạo sư Udaka biết là Siddhartha nói đúng. Cái gì gọi là lộ trình bất tử vẫn nằm đâu đó ở phía trước. Chàng ta ra đi là phải. Chính ông vẫn còn nhiều hoài nghi và nhiều câu hỏi. Sau này Siddhartha chắc hẳn sẽ tìm ra lời giải cuối cùng, sẽ thành tựu cái gì đó rất phi thường, chưa hề có trên thế gian. Riêng hội chúng của đạo sư Udaka đã kính trọng, lại tỏ ra càng kính trọng Siddhartha hơn khi chàng từ chối chức vụ lãnh đạo kế thừa sự nghiệp. Rõ ràng, người bạn trẻ này đã không màng địa vị, quyền uy và danh vọng. Một vài vị phàm tâm nổi lên, lấy bụng ta suy bụng người. Bây giờ mới vỡ lẽ ra, Siddhartha không tranh giành với ai cái gì cả. Họ lại càng kính yêu và ngưỡng mộ chàng hơn. Lúc trở về lều, người này người kia nắm tay chàng ra chiều bệnh rịnh. Nhiều đạo sĩ đến ngồi quanh lều của Siddhartha. Họ muốn hiểu sự hoài nghi của chàng và lộ trình mai sau. Chàng tâm sự: này các bạn, Siddhartha ôn tồn nói, tôi không tỏ vẻ cao đạo khi từ bỏ sự kế thừa một gia sản tinh thần cao quý ấy. Quả thật, tâm tôi chưa yên, trí tôi chưa thông, dù đã đắc được định cao nhất. Tôi phải ra đi, đấy là tiếng gọi thiêng liêng và vô thượng của đời mình. Tôi phải gỡ thoát tuyệt đối và trọn vẹn mọi ràng buộc ngoại giới cũng như nội tâm. Tôi phải tìm cho ra đáp số chung cùng của mọi định phận tất hữu. Sự giải thoát tối hậu mới là mục đích rốt ráo của tôi, thưa các bạn. Khi Siddhartha thu xếp y bát và một vài dụng cụ lặt vặt chuẩn bị lên đường, thì đạo sĩ Vappa tìm đến. Đi theo sau còn 4 đạo sĩ khác nữa. Có một đạo sĩ lớn tuổi, tuy gầy gò, nhưng dáng dấp nhanh nhẹn bước tới, chăm chú quan sát Siddhartha từ đầu đến chân, rồi mừng rỡ thốt lên: đúng rồi, đúng là Thái tử Siddhartha của chúng ta rồi. Ôi, lạy Đức Rama, chúng ta đã gặp người xưa ở đây rồi. Họ cùng ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Quả ra Siddhartha đã nghĩ đúng, đạo sĩ lớn tuổi chính là Kondanya. Vị Bà La Môn trẻ tuổi thông thái thuở nào, người đã quyết chắc chàng sẽ trở thành Phật chánh đẳng giác. 4 vị còn lại:
là Bandiya. Bốn vị còn lại là Bandiya, Vapa, Mahanama và Asayi, chính là con của các thầy Bà La Môn tướng Pháp. Trong đó Bandiya và Mahanama này không phải là bạn từ nhỏ của Siddhartha. Họ đã cùng rủ nhau xuất gia làm đạo sĩ, hy vọng sẽ gặp được Siddhartha trên lộ trình này khi nhân duyên chín mùi. Và họ đã nghĩ đúng. Đạo sĩ Vapa sau khi gặp Siddhartha tại khu rừng Andupiyavara về sơn động kể lại chuyện, cả nhóm rất vui mừng, nhưng họ chưa lên đường được vì Bandiya đang cảm sốt. Hơn nửa tháng sau, cả năm người lại tìm đến đạo tràng của đạo sư Alara thì Siddhartha đã rời khỏi đấy nhiều ngày trước. Qua đàm đạo, đạo sĩ Kondanya được nghe thầy và bạn tán thán khen ngợi Siddhartha không hết lời. Ngoài thời gian ngắn nhất, Siddhartha đã chứng thiền ngang bằng với đạo sư Alara. Chàng lại còn biểu hiện rạng rỡ về tư cách, phẩm hạnh và trí tuệ nữa. Việc từ chối kế thừa lãnh đạo không phải ai cũng làm được. Kondanya rất hân hoan, rạng rỡ. Này chư hiền giả, ông nói với bốn đạo sĩ đồng tu, thuở xưa ta đã không sai lầm và bây giờ ta cũng không sai lầm. Chỉ nhìn thấy dấu chân to lớn của Siddhartha ở nơi này, ở nơi kia, ta biết rằng đấy là dấu chân voi của Đức Chánh Đẳng Giác. Đội nắng dầm sương, năm vị đạo sĩ tìm đến khu rừng Udaya thì hay tin Siddhartha đã đắc định cao nhất, lại vừa từ chối kế nghiệp đạo sư Udaka. Danh thơm của Siddhartha tràn qua tai mọi người, thơm ngát cả khu rừng tĩnh mịch. Vì biết cả năm vị đạo sư đều đặt để lòng tin nơi mình, nên Siddhartha đã không quản ngại nói chuyện lâu, trình bày hết những sở đắc, sở kiến, những câu hỏi, những hoài nghi. Sau rốt là dự định khai mở con đường của chính mình như thế nào? Phải tự bước đi bằng đôi chân đất rướm máu, hằng đau hữu hạn của chính mình như thế nào? Phải kinh nghiệm chúng, phải cùng với nhịp đập, hơi thở và trái tim trên từng bước đi sáng tạo của đời mình. Các đạo sĩ há hốc lắng nghe, tất cả đều là những điều họ chưa biết. Kinh điển và tôn giáo truyền thống, chưa ai nói như vậy. Có cái gì rất mới mẻ, rất sáng sủa, dù lộ trình chưa được phong quang. Đạo sĩ Kondanya dè dặt hỏi, tôi hiểu. Ồ, không phải hiểu, mà mơ hồ tôi cảm nhận được. Nhưng bây giờ, ngài sẽ đi đâu? Siddhartha thở dài, chính tôi cũng chưa biết, chưa rõ, nhưng tôi sẽ đi, thưa chư tôn giả. Đạo sĩ Kondanya chợt cất tiếng to, đừng nên như thế, đừng gọi chúng tôi là chư tôn giả. Ngay cả một vài tầng thiền thấp nhất của đạo sư Alara mà chúng tôi do ngu muội vẫn còn đang lẩm ca lẩm cẩm. Rõ ràng chúng tôi tu tập vài năm vẫn không bằng ngài tu tập mấy ngày, rồi còn thiền định bậc cao của đạo sư Udaka nữa. Cả một thế giới mênh mông ấy, chúng tôi chưa héo lánh tới nơi mà ngài đã vượt qua rồi. Trong tương lai không xa lắm, ngài sẽ đắc quả Phật, chắc chắn như thế. Vậy từ nay chúng tôi nguyện đi theo ngài như là những đệ tử, như là những người hầu cận. Xin Sa môn Siddhartha Gautama chấp thuận cho. Siddhartha nhăn mày nói, tôi biết con đường của tôi còn nhiều chông gai, gian khổ lắm. Sợ rằng tôi chưa xứng đáng với sự mong mỏi của quý vị, sự kỳ vọng của quý vị. Và ngay chính tôi cũng chưa rõ lộ trình mai sau ấy nó sẽ như thế nào, còn rất mơ hồ và vô định vậy. Đạo sĩ Kondanya đáp, không sao, Sa môn Siddhartha Gautama đừng quá tự khiêm như thế. Ngài đi đâu cứ mặc, chúng tôi đi theo mà không hề nghi hoặc đắn đo. Chúng tôi phó thác toàn bộ đời sống tâm linh này cho Sa môn Gautama định đoạt. Ôi, chỉ riêng cái bóng của Sa môn Siddhartha Gautama thôi là chúng tôi đã có đủ niềm tin, an tâm và mát mẻ rồi. Chúng tôi không ngại bất cứ một khó khăn gian khổ nào. Siddhartha vui vẻ nói, ồ, vậy thì tốt, vậy thì chúng ta sẽ cùng ra đi. Họ tự giả khu rừng Udaya và lên đường. Mùa mưa cay nghiệt lại sắp đến rồi.